Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn cách xử lý cái lỗi main Canon LBB3500 báo lỗi khi bật nguồn main lên nó báo đèn ASLAM và đồng thời không khởi động cơ được nha. Nó chỉ khởi động lên rồi nó ngắt liền. Đó, thì khi các bạn nhấn lên in á thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng lỗi là nó báo cái lệnh lỗi service error. Đó. Cái code lỗi là error code E000000001. Đây là dòng máy in Canon LBB3500. Thì khi các bạn bật nguồn lên các bạn in mà nó báo lỗi như cái video mình chia sẻ thì các bạn sẽ không thể in được nha. Đó, khi nhấn lên in đồng thời nó sẽ báo lỗi cái dòng service error. Đó, thì cái trường hợp này khắc phục lỗi nên như thế nào? Thì cái các bạn sẽ tra cái error code này á, cái mã lỗi là E300001. Ý nghĩa của cái error code này là tạm dịch là khi máy chạy ở nhiệt độ của sấy thấp hơn so với mức quy định. Thì trường hợp này sẽ có hai nguyên nhân, một là phần nhiệt của sấy nó bị lỗi đứt, hoặc là con dò nhiệt sensor không hoạt động chính xác. Đó, hai là cái bo khiển DC bị lỗi hoặc là phụ tụ nha bạn. Thì cái trường hợp máy in này thì các bạn sẽ kiểm tra cái phần cụm sấy nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành tháo cái hai cái nắp bên hông để các bạn sẽ tiến hành tháo cái cụm sấy này ra. Đó, các bạn sẽ tháo hai vị trí ốc ở bên nắp của cái máy LBB3500. Thì đây là dòng máy in có chức năng in A3 nha bạn, in khổ lớn nha. Rồi, các bạn sẽ dùng tay các bạn sẽ lấy cái nắp ra nha. Thì ở phía dưới nó sẽ có một cái ngàm. Đó, các bạn sẽ dùng cái vít dẹp á, các bạn sẽ lấy cái ngàm lên. Đó, nó sẽ có cái chốt ngàm, các bạn sẽ đẩy cái chốt đó lên là cái nắp nó sẽ bung ra. Đó, các bạn sẽ rút ra rất là dễ nha. Các bạn nhớ nó có cái ngàm ở phía dưới nha. Đó. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ lấy cái nắp còn lại nha. Đó, cái nắp này thì các bạn sẽ kéo thẳng về phía sau thì nó sẽ có một cái vị trí ốc, tại vì cái vỏ này nó bị bể ở phần bắt ốc rồi cho nên mình kéo rất là dễ nha. Còn bạn máy nào bạn nào mà còn ốc thì bạn dặn ốc ra thì các bạn mới kéo ra được nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ lấy cái phần sau ra. Đó, các bạn sẽ tháo hai vị trí ốc của cái nắp phía sau, nắp sấy phía sau nha. Đó, nó sẽ có hai cái vị trí ốc. Cái vị trí bên phải á, thì các bạn đưa vít vào các bạn vặn luôn. Còn cái vị trí bên trái á, thì các bạn phải gỡ cái nắp sấy phía sau ra mới thấy được con ốc nha. Đó, các bạn sử dụng tay các bạn sẽ mở ra cho nó hở ra thì cái vị trí ốc nó sẽ nằm phía dưới nha bạn. Đó, các bạn sẽ đưa tua vít vào rồi các bạn sẽ dặn lấy ốc ra. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng tay các bạn sẽ kéo nhẹ là nó sẽ ra nha. Các bạn nhớ dặn cho cái phần ốc nó tua ra hết thì bạn mới kéo ra được nha. Nhiều khi những cái vị trí ốc nó còn vướng lại thì bạn sẽ dặn cho nó bung ra hết nha. Đó, sau đó các bạn sẽ dùng tay bạn kéo ra rất là dễ nha.
Rồi các bạn sẽ lấy cái phần nắp sấy phía sau ra. Rồi ở cái cụm sấy nó sẽ có hai cái vị trí ốc. Đó các bạn sẽ dùng tua vít các bạn dặn ra. Thì đối với cái dòng máy anh Canon 3500 này á, thì tháo cụm sấy ra các bạn chỉ việc dặn hai cái con ốc này ra, rồi các bạn sẽ dùng tay bạn kéo về phía trước thì nó sẽ ra cái cụm sấy nha. Cụm sấy của cái dòng này nó sẽ xài bằng cái socket cho nên là các bạn tháo ra rất là dễ. Các bạn sẽ không phải bắt dây nhợ gì cả. Đó các bạn sẽ kéo thẳng về phía trước. Đó như vậy mình đã lấy cái cụm sấy ra được rồi nha. Đó thì ở đây mình cũng đã chuẩn bị một cái cụm sấy mình bóc máy từ một cái máy khác để mình gắn và mình test nha. Thường những cái trường hợp này nếu mà các bạn muốn nhanh thì các bạn sẽ thay một cái cụm sấy từ một cái máy cùng mã model. Đó là chung mã là 3500 Canon là BB 3500. Để các bạn sẽ test cho nó nhanh nha. Ở đây mình sẽ gắn một cái cụm sấy khác từ một cái máy in cũng mã là Canon 3500. Đó mình sẽ gắn qua cái máy lõi để mình test nha các bạn. Thì cái trường hợp mà error code E000001 á thì mình cũng đã nêu ở lúc đầu rồi. Nó sẽ có hai trường hợp là một là nó bị đứt con dò nhiệt sensor hoặc là bị thanh nhiệt sấy nó bị đứt. Trường hợp hai là có thể bo khiển DC có thể nó bị hư nha các bạn. Đó sau khi bạn lắp cái cụm sấy vào thì các bạn lắp các chi tiết còn lại vào để các bạn sẽ test nha. Các bạn sẽ bắt ốc lại những vị trí nào mà các bạn đã bắt ốc á, thì bạn sẽ lắp ốc vào. Đây là những cái vỏ nhựa mà sau cái quá trình các bạn xài lâu năm á, thì nó cũng đã tới thời điểm nó cũng dễ bị vỡ, dễ bị bể á. Cho nên là lúc bạn tháo ráp thì cũng nên nhẹ nhàng, đừng có dùng lực quá, nhiều khi nó cũng bể những cái phần mà vị trí mà các bạn sẽ bắt ốc á, những cái lớp nhựa lâu ngày nó sẽ bị giòn và nó dợp. Khi bạn bắt ốc mà bạn dặn mạnh quá thì nó cũng dễ bị làm bể những cái ngàm. Đó cho nên là khi thao tác thì bạn nên nhẹ nhàng. Rồi sau khi mình ráp cái cụm sấy khác vào rồi á, thì mình sẽ gắn nguồn điện vào mình test nha bạn. Đó thì đây bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình sẽ gắn cái dây nguồn vào thì các bạn sẽ xem cái kết quả nè. Đó thì khi mình thay cái cụm sấy khác vào thì máy nó đã khởi động được nha các bạn, nó không còn báo lỗi slam nữa mà máy nó đã khởi động cơ ok rồi nha. Cái phần lost paper là do mình chưa bỏ giấy vào nên nó báo đèn đỏ error. Đó mình sẽ bỏ giấy vào mình nên test kiểm tra nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ mở file để bạn in nha. Mình sẽ restart bay để mình in test nha. Rồi như vậy là máy nó đã nhận lệnh nha các bạn. Đó, in ra những bản in nha. Như vậy là mình đã xác định lỗi là do cái cụm sấy nha. Ok rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ in test cái phần khay phía dưới. Thường là khay phía dưới các bạn sẽ để cái giấy A3 khổ lớn nha.
Thì để bỏ giấy A3 vào thì các bạn nhớ mở cái chốt. Thường nó sẽ có cái chốt khóa. Khi bạn mở bỏ giấy A3 vào thì các bạn mở khóa ra. Thì bạn mới kéo cái thanh để giấy ra. Đó nó có để biểu tượng hình khóa và mở khóa. Khi bạn kéo ra thì bạn sẽ chọn chế độ mở khóa nha. Đó các bạn sẽ kéo ra để các bạn sẽ bỏ giấy A3 khổ lớn. Rồi khi các bạn đưa cái khay giấy vào thì bạn nhớ chúi phía dưới một xíu nha bạn, để cho nó ngay khớp. Rồi các bạn sẽ bỏ giấy A3 vào để các bạn sẽ in test luôn. Thường đối với những dòng máy in A3 thì bạn sẽ để phần khay giấy, các bạn phải để đúng vị trí, và khi các bạn nhấn lên in các bạn cũng phải chọn đúng khổ giấy mà các bạn cần in. Đó, khi in thì bạn nhớ chọn in A3 thì bạn chọn khổ giấy A3 thì nó mới nhận lệnh và nó in ra cái giấy A3 nha bạn. Đó thì ở phần này mình cũng đã in test cái khổ giấy A3 cũng đã ok rồi nha. Rồi, như vậy là mình đã in test khổ A3 ok rồi nha các bạn. Thì tiếp theo các bạn sẽ đã xác định lỗi ok rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành lắp những cái chi tiết còn lại vào. Đó, thì đây là những cái phần đơn giản nhất mà khi các bạn đã xác định lỗi rồi nha. Đó, những cái nắp bên hông khi bạn tháo ra rồi, bây giờ các bạn sẽ lắp lại để các bạn sẽ hoàn thiện nha. Và ở bên hông nó có một cái nắp, nó sẽ có những cái vị trí ốc thì các bạn nhớ bắt vào. Rồi sau khi các bạn đã lắp những cái chi tiết còn lại hoàn thiện rồi thì các bạn sẽ in test kiểm tra lại một lần nữa nha, xem là máy in có ok hay không. Đó, để các bạn kết thúc cái quá trình xử lý lỗi nha. Rồi sau đó mình sẽ gắn dây nguồn vào và mình sẽ in test. Mình sẽ mở máy tính và mình sẽ in test kiểm tra lại nha. Rồi thì vừa rồi mình vừa chia sẻ cho các bạn cách xử lý cái lỗi máy in Canon LBB3500. Thứ nhất là khi bật nguồn lên nó báo đèn màu cam alarm và không khởi động cơ được. Đồng thời khi nhấn lên báo lỗi code error code E300000001. Đó. Thì video mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn nào có nhu cầu sửa chữa máy in thì có thể liên hệ trực tiếp trên kênh YouTube của mình. Mình đã để đầy đủ thông tin số điện thoại của mình ở phần video. Đó, các bạn cứ inbox trực tiếp hoặc là nhắn tin cho mình nha. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn những video mới nhất nha.